Trong khi dư luận và đặc biệt là những gia đình có con nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng đang cảm thấy rất lo lắng vì những vụ trẻ em thiệt mạng do tiêm vaccine Quinvaxem trong thời gian gần đây, thì đêm qua một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi ở Đồng Nai lại tử vong và được cho là có liên quan đến loại vaccine này. Trước đó thì cháu bé đã được tiêm 2 mũi vaccine viêm gan siêu vi B và vaccine phòng lao tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom. Cháu bé 2 ngày tuổi là con của anh Nguyễn Trường An và chị Nguyễn Thị Suốt tại ấp 6, xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cháu bé sinh vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại bệnh viện. Đến ngày 14 tháng 11, cháu được bà ngoại bế đi tiêm 2 lần 2 mũi vaccine. Tối đó, cháu có dấu hiệu quấy khóc nhiều. Chiều ngày hôm sau, khi người cha vào thăm, thấy cháu bị tím tái khắp người nên vội bế đi cấp cứu. 20 phút sau khi hồi sức, cháu bé đã tử vong. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom khẳng định chỉ tiêm cho cháu một mũi phòng lao CBG và bảo đảm quy trình tiêm chủng. Đồng thời cho biết loại thuốc này ngày hôm đó được tiêm cho 6 trẻ sơ sinh và không có biến chứng nào. Một trong những nguyên nhân được Hội đồng chuyên môn bệnh viện dự đoán là do sặc sữa. Tuy nhiên, vì gia đình không đồng ý mổ tử thi nên bệnh viện không thể đưa ra kết luận cuối cùng.